Xin chào tất cả các anh em. Chào mọi người đi các bạn ơi. Thì hôm nay là thời tiết là rất là tuyệt vời, nắng ấm. Thế anh em mình đang trên đường đi ngắm hoa anh đào các bạn ạ. Không đủ xe nên là quốc bộ với nhau, chặng đường khá là xa ấy. Thì hôm nay là chủ nhật, cũng đúng vào dịp hội hoa anh đào bên mình. Thì bây giờ anh em mình đang sang bên công viên bên kia để ngắm hoa và ăn nướng. Thì anh em cùng đồng hành với anh em mình nhé. Trên đường đi là có khá nhiều hoa đào dân họ trồng ven đường. Thì bên này, bên Nhật này hoa đào trồng hoa kiểu nhiều, như kiểu ở Việt Nam mình trồng si với lại trồng cây cao vua ngoài vào đường ấy. Đây nhé. Đây nhà này có một cây khá là to. Bây giờ anh em mình đã đến địa điểm tổ chức lễ hội ngày hôm nay rồi nhá. Rất là đông anh em ạ. Đông lắm. Mùi đồ ăn nướng thơm ngất ngây như một đồi hoa đà hoa. Đẹp không các bạn ơi? あ、どうもよろしくお願いします。さあ、美味しい牡蠣皆さん食べてますか?いいですね。今日もいい天気で我々はですね、この 明けし根の日公園でライブやるのは3回目になるんですけども、一番天気いいかもしれませんね。すごい気持ちいいね。非常に今回桜も咲いていて気持ちがいいです。はい。朝はね、寒いんじゃないかなと思ったんですけど、すぐ暖かくなってきたもんね。そうですね。そういうミュージシャンっぽくやってみたんですけども、どう見てもバカリズムさんにしかなんないんで。そうですね。ちょっとバカリズムよりですね。なんでですかね。 ジャパニーズ顔じゃないですか。そうですか。顔の問題ですね。顔の問題がね。もしくは少年足部みたいだよ。あ、少年足部。うん。足部っぽいですね。そうですか。はい。行きましょうか。行きましょう。では、ハンバーガーボーイズのライブで楽しんでいってください。よろしくお願いします。オッケー、今日みたいないい天気の日には、空高く手を上げて、振っていきたいですよね。まずは皆さん手拍子をカモン。オッケー。明けし桜祭り。 ダンスになります。
Rất là tiện lợi ở đây, họ đốt than và khay lên cho khay cho mình rồi. Thì 800 yên một khay này, khá là tiện lợi. Bây giờ anh em mình sẽ nướng và ngồi xem ca nhạc anh em nhá. Ở đây nhìn ra sân khấu rồi, khá là ok. Hamburger Boys, 初めて見るよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？すごいね。はい。これが今日のこのおまけにと結びつけてくれた。そうですね。そうですね。そうですね。これきっかけで僕らのね、コンセプトを作りました。Nhanh tay cháy rồi. À nóng quá. Chết quá chứ. Chết có đâu mới là quan trọng chứ. Dạ thấy biết đâu. Đây. Con hàu anh em ơi. Bây giờ mình làm phát. Hàu tái chanh luôn. Chanh này. Đó chanh vừa mua than được khuyến mại. Đây dùng chanh đi anh em ơi. Chanh phát. Ngon. Chén này, chén này, hầu hầu ăn mồm này kìa. Lâm ơi, con kia chén rồi, chén đi. À, hầu rồi. Ăn hầu kìa. OK, xin chào. Con đường tay cắt để nhiều năm mà chúng ta được mời tham quan. Đây nào. Ăn những bé thôi. Em ăn nhiều đi em ơi, ăn hết cái này cũng được em ơi. Anh ấy có tiền con. お嬢ちゃん、すみません。お嬢ちゃん、あらあれ、ありがとうね。あらあら、あらあら、こんな若いの、どこ？宣伝があるから、あら、ようこそ。どうもありがとう。でも、あ、あ、くしろに宣伝。お兄ちゃん、あら、ほんと可愛い。どうもありがとうございました。ねえ。
160 thôi chụp. Nhưng mà nói cảnh quá là đẹp. Chỉ con gái thôi đang gửi đây hả? Bây giờ đi lên đồi nhá. Dẫn các bạn đến một cái cây gọi như là bảo tồn, được vây rất là kín, chắc đang nhân giống. Các bạn thấy đẹp không? Như ở mình là Hokkaido thì là một tỉnh lạnh nhất của Nhật Bản, thì nên là hoa anh đào nó cũng có muộn, nên là bây giờ hoa anh đào nó có, nó kèm theo lá thì nó cũng không được đẹp như những cái tỉnh như Tokyo, mấy cái tỉnh ở dưới kia nó ấm sớm ấy, thì có trước đây khoảng 2 tháng rồi. Bây giờ người ta tàn lụi hết rồi, mình bắt đầu mới có. Đây các bạn, đây là cây hoa được vây bảo vệ rất là kinh khủng, chắc đang để nhân giống. Loại hoa anh đào này nó khác với lại bên ngoài này. Đấy, chúng ta nhìn bông dày kinh khủng, nhưng mà không thể vào bên trong được đâu anh em ạ. Thì đây là hoa của nó là có bông hồng, bông trắng. Thì như đây là họ nhân giống với lại họ ghép cây này ra. Trên một cái sườn đồi toàn hoa anh đào đây. Nóng hoa phơi nắng một tí mà đen hết cả da các anh em ạ. Bây giờ là cũng muộn rồi, anh em mình sẽ về đây. Hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp theo nhá. Tạm biệt các bạn. Vũ chào anh em Vũ ơi. Hiền.